eating. Chờ cục nè. À. Cục này là đi bác sĩ là mổ bình thường. Thì có thể là chị Lan thôi. Wow. Chuẩn bị nè. Quay trực tiếp mình thôi. Giờ mong bước bù về. Chị ngay rồi mà. Chị nhìn này chị biết mà. Rốt cuộc cái này là gì chứ? Nhìn là không phải mỡ rồi, mỡ là có ra cái nước vàng. Không, ý là không phải là mỡ, mà cái này là thuộc dạng mụn mỡ. Em hiểu không? Nên bọc lại vậy. Không, cái này không đau đâu. Cái này không đau nhiều. Để xa xí là rõ chứ lần này mà để xa. Để xa xí đi. Ừ, xa xí nhưng mà đừng có thấy nó. Giấu còn để... nhiều lắm, không còn nhiều trong đây lắm. Giấu để còn họ không biết đây là cái gì hết. Thế đi đi phải lấy tiền ngáo một cái phẫu thuật nha. Đúng vậy luôn. Từ cùng 5 sĩ thôi. Bán nhà. Chị Loan, biết là mấy gì có chụp ảnh được khi mà đặt quay không? Không biết nữa. Bình thường em nó có nút bên cạnh nè. Chết rồi, em đã...